Hải quân Anh quốc di tản cựu dân ở Libya, tin từ Malta. Chiếc HMS Enterprise của Hải quân Anh đã đến Malta trong sáng thứ Hai, mang theo 110 người, đa số là công nhân Anh ở Libya. Trang Twitter của đại sứ Michael Aaron cho biết, trong số người được di tản có 42 trẻ em, 4 phụ nữ có thai, 1 người bệnh và 1 cụ già. Đa số người di tản là người Anh, còn lại là người Đức và Ái Nhĩ Lan. Giao chiến giữa các nhóm dân quân tại thủ đô Tripoli trong 3 tuần qua là những trận chiến lớn nhất chưa từng có kể từ ngày lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi trong năm 2011. Chiến tranh đã làm các nước phải di tản nhân viên ngoại giao và công dân khỏi Libya. Tòa đại sứ Anh ở Tripoli đã dời qua Tunisia trong tuần trước. Chiếc HMS Enterprise là chiếc tàu thứ nhì đưa người di tản đến Malta. Một chiếc tàu thuê đã đến Malta trong ngày thứ Bảy chở theo 250 công nhân hãng xe Hyundai, gồm có người Phi luật Tân và Ấn Độ.